Cả nước vui mừng khi biết tân chủ tịch nước là bác. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh triết lý cuộc sống. Thưa quý vị, vào tháng 3 vừa qua, sự kiện ông Võ Văn Thưởng xin từ chức chủ tịch nước và được quốc hội chính thức thông qua khiến cho dư luận hết sức xôn xao về vấn đề này. Trước đó không lâu thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không thể hoàn thành hết nhiệm kỳ chủ tịch nước của mình. Chính vì vậy mà hiện nay, vị trí chủ tịch nước trong tứ trụ quyền lực tại Việt Nam vẫn còn đang bỏ trống và do bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tạm thời giữ quyền Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và dư luận cho rằng nhà nước ta sẽ ưu tiên việc bầu một Chủ tịch nước mới trong kỳ hợp quốc hội diễn ra vào tháng 5 năm 2024. Theo quy định số 214 QĐ-TW, để đạt tiêu chuẩn làm Chủ tịch nước cá nhân cần phải thỏa mãn điều kiện tham gia bộ chính trị tròn một nhiệm kỳ trở lên, mà bà Võ Thị Ánh Xuân lại chưa bao giờ là ủy viên của bộ chính trị. Do đó, mặc dù bà được giữ quyền chủ tịch nước đã hai lần, nhưng bà sẽ không thể trở thành chủ tịch nước trừ khi là có một ngoại lệ đặc biệt. Do đó, việc bà ngồi vào vị trí này được xem là rất thấp. Những cái tên sáng giá nhất hiện nay khi đưa lên bàn cân để so sánh, thì nổi bật sẽ có Thủ tướng Phạm Minh Chính Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 4, ông Vương Đình Huệ cũng đã nộp đơn xin từ chức và đã được Bộ Chính trị thông qua. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư bà Trương Thị Mai. Mặc dù các ứng cử viên sáng giá này là những cái tên rất nổi bật, có uy tín nhiều trong Đảng và nhân dân, nhưng vẫn còn một ứng cử viên sáng giá hơn nữa, xứng đáng hơn nữa mà ít được nhiều người nhắc đến, đó chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng người thỏa mãn hầu hết các điều kiện để trở thành một ứng viên cho vị trí chủ tịch nước. Vậy đâu là những thuận lợi và khó khăn nếu như bác trọng tham gia ứng cử chức vụ chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu qua video ngay sau đây. Việc Tổng bí thư kiêm nhiệm cả vị trí chủ tịch nước là một xu thế chính trị của thời đại, là phương lực chính trị đúng đắn của rất nhiều các quốc gia xung quanh chúng ta việc này lẽ ra nên được làm từ lâu nhưng vì nhiều lý do chưa thể thực hiện được nhưng đến nay các điều kiện đã chín mùi và cơ hội đang đến rất gần để thực hiện được điều này ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới kể cả là các nước tư bản hay cộng sản chủ nghĩa thì người đứng đầu đảng cầm quyền đều sẽ là người đứng đầu nhà nước kể cả là đối với các nước theo hình thức chính thể cộng hòa tổng thống như mỹ philippines hay cộng hòa lưỡng tính như pháp nga, hay đứng đầu chính phủ như các nước theo hình thức chính thể cộng hòa đại nghị, hay còn gọi là cộng hòa nghị viện và quân chủ lập hiến như Cộng hòa Liên bang Đức, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan và kể cả là các nước đang theo hệ thống xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, Lào cũng đều sẽ như vậy. Chính vì thế, việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng chính danh hiện nay đang cầm quyền tại Việt Nam, nắm giữ vị trí chủ tịch nước để thay mặt quốc gia về công tác đối nội, đối ngoại là một điều vô cùng cần thiết, đúng đắn và không có gì lạ lắm. Cách đây hơn 70 năm, lịch sử dân tộc Việt Nam cũng có một nhân vật chính trị có uy tín rất cao trong Đảng và nhân dân, được mọi người yêu mến, cũng rất thành công trong vai trò Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, đó là vị cha già vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 khóa 2, Hồ Chí Minh với chức vụ Chủ tịch Đảng, được Trung ương Đảng phân công kiêm nhiệm chức vụ Tổng Bí Thư. Trong khoảng thời gian này, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta đã bước qua muôn vàng khó khăn, từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến những giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Có thể thấy, hoạt động của đảng ta, nhà nước ta trong thời gian đó là hết sức mạnh mẽ và tốt đẹp. Điều này nói lên tính ưu việt, sự mạnh mẽ và hiệu quả trong cách điều hành đất nước của Đảng và nhà nước trong thời kỳ đó, phát huy được hết sức mạnh toàn bộ nội lực của dân tộc cũng như khối đại đoàn kết toàn dân. Nếu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch nước, điều này sẽ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, kỳ vọng của Đảng và nhân dân, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của Đảng trước trọng trách Dẫn dắt đất nước bước qua thời kỳ mới của công cuộc đổi mới toàn diện, đó cũng là tiếng vọng của lịch sử, là thách thức của lịch sử cũng như tương lai. Thời gian qua, việc vị trí chủ tịch nước đã phải thay đổi hai lần liên tiếp, chỉ chưa đầy 14 tháng đã đặt ra rất nhiều luận dư luận xấu về việc nghi ngờ cán bộ cấp cao có liên quan đến vấn đề tham nhũng. Vậy nên, nếu như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm giữ vị trí này, chắc chắn sẽ xóa tan đi những dư luận không đúng làm cho nhân dân cả nước hết sức hân hoan vui mừng vì đất nước đã có người đứng đầu nhà nước, thực sự công minh, liêm chính, đủ đức đủ tài lãnh đạo đất nước. Ông là một tấm gương sáng trong sạch, gương mẫu cả về đạo đức lẫn phong cách lối sống, là người có tài có đức để quy tụ được lòng dân và tất cả cán bộ đảng viên. Mặc dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng chưa có phút giây nào ông được thực sự nghỉ ngơi. Ông luôn canh cánh trong lòng về trách nhiệm với đất nước. Mọi việc làm của ông đều rất gần gũi với nhân dân, lắng nghe tiếng nói của dân, lấy dân làm thước đo chuẩn mực, vì lợi ích và quyền lợi của quốc gia, dân tộc để phấn đấu. Do đó, nếu như Tổng Bí Thư làm vị trí chủ tịch nước, sẽ được toàn dân ủng hộ nhiệt liệt. Việc Tổng Bí Thư đồng thời là chủ tịch nước phải hướng đến và nhằm đạt được những yêu cầu tăng được hiệu lực của hệ thống chính trị, tăng hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý và giúp cho việc giám sát quyền lực được tốt hơn. Ngoài ra, nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ phải làm sao cho các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất kiểm soát lẫn nhau và được giám sát thực chất bởi chủ thể quyền lực là nhân dân. Trong tình hình cụ thể của nước ta hiện nay, việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước là một chủ trương quyết sách đúng đắn và cấp bách. Một nguyên cán bộ lãnh đạo ban tổ chức Trung ương bày tỏ quan điểm Tôi ủng hộ việc ban chấp hành trung ương đề cử tổng bí thư làm chủ tịch nước. Đây là xu thế chung của thế giới, nhiều nước đã tiến hành. Việc này sẽ làm đảng ta mạnh hơn, tốt hơn cho đảng và cho nhà nước của mình. Vấn đề này đã được đem ra bàn luận mười mấy năm nay rồi. Bây giờ là thời điểm chính mùi để thực hiện. Nếu xét về mức độ, uy tín và sức ảnh hưởng trong lòng nhân dân, thì chắc chắn một điều rằng, ở Việt Nam hiện nay, không có một chính trị gia nào có tầm ảnh hưởng lớn như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông được đánh giá là người có uy tín rất cao trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Bên cạnh đó, đồng chí còn là trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Về phẩm chất cá nhân, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong con mắt của rất nhiều đảng viên cũng như nhân dân, là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, một lòng cống hiến vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phồn thịnh của đất nước cử tri Nguyễn Thành Công phát biểu cho rằng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn xứng đáng trở thành đại biểu quốc hội, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Vị cử tri này nêu quan điểm, mặc dù bận trăm công nghìn việc, song Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện rõ trách nhiệm là một công dân ưu tú của tổ dân phố. Trong nhiều cuộc khảo sát trên mạng xã hội, nhân dân đều bày tỏ ý kiến cho rằng, mặc dù Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm giữ nhiều trọng trách lớn đối với đất nước, Xử lý nhiều công việc khó khăn vất vả, nhưng Tổng Bí thư vẫn luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tư duy và tầm nhìn chiến lược, đề ra được những đường lối đúng đắn để dẫn dắt đất nước từng bước đi lên mạnh mẽ, nâng tầm vị thế trên trường quốc tế. Nhờ đó mà Việt Nam đã từng bước vượt qua được rất nhiều những khó khăn, thách thức, tiêu biểu như đại dịch Covid-19 hay sự suy thoái về kinh tế lan rộng trên toàn thế giới. Nhưng đất nước Việt Nam ta vẫn đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực khác nhau, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương. Đặc biệt là với vai trò trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được coi là một học trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc quyết liệt loại bỏ tham nhũng ra khỏi bộ máy chính quyền, tích cực công tác xây dựng Đảng chấn chỉnh tư cách đạo đức và tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên cũng như nhân dân trong cả nước. Điều này đã thực sự làm thay đổi bộ mặt của đất nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng để lại một câu nói đầy thấm thía: Một con người có văn hóa, một gia đình có văn hóa, một dân tộc có văn hóa, lối sống văn hóa, nếp sống văn hóa, cách ứng xử có văn hóa. Còn những gì xấu xa, việc làm ti tiện đớn hèn, những hành động phi pháp bị ổi là vô văn hóa, phi văn hóa, phản văn hóa. Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho ý nghĩa để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, Vô liêm sỉ, tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Trong nhân dân, nhiều người đánh giá nhận xét về Tổng Bí thư rằng, ông không chỉ mạnh mẽ quyết liệt trong công việc mà ông còn luôn bình dị, gần gũi với cuộc sống của nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người đại biểu quốc hội, thể hiện tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, quan tâm đến từng tiếng nói của cử tri bà con trong tổ dân phố. Trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc, Ông vẫn đi bộ cùng bà con khối phố, trò chuyện, lắng nghe nhân dân như những người hàng xóm, không hề tỏ ra xa cách giống như một vị nguyên thủ quốc gia. Đặc biệt, khi trước đây xuất hiện nhiều tin xấu liên quan đến sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân trong cả nước đã đồng loạt bày tỏ sự lo lắng cho Tổng Bí thư. Họ luôn mong muốn rằng, bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có được sức khỏe dồi dào, bằng tài năng trí tuệ cũng như đạo đức cách mạng vững vàng của mình. Bác sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình để xây dựng đất nước xứng đáng với trọng trách nặng nề mà nhân dân tin cậy giao phó, để từ đó, cùng với thế hệ lãnh đạo tài năng khác của Việt Nam, đề ra được những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước Việt Nam ngày càng trở nên giàu mạnh và phát triển hơn nữa. Xét về tiêu chuẩn chức vụ chủ tịch nước, theo điều 87 hiến pháp năm 2013 quy định, chức danh chủ tịch nước phải đáp ứng được các tiêu chuẩn chung rất khắt khe một số tiêu chuẩn đáng chú ý như sau về chính trị tư tưởng tuyệt đối trung thành với lợi ích của đảng của quốc gia dân tộc và nhân dân kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đường lối đổi mới của đảng có lập trường quan điểm bản lĩnh chính trị vững vàng kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng cương lĩnh đường lối của đảng hiến pháp và pháp luật của nhà nước đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch về đạo đức lối sống mẫu mực về phẩm chất đạo đức sống trung thực khiêm tốn chân thành trong sáng giản dị bao dung cần kiệm liêm chính chí công vô tư không tham vọng quyền lực có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc là trung tâm đoàn kết gương mẫu về mọi mặt không tham nhũng lãng phí cơ hội vụ lợi Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm, tuyệt đối không trục lợi và cũng không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi. Về năng lực và uy tín, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, dám đương đầu với khó khăn thách thức, nói đi đôi với làm, có thành tích nổi trội, có kết quả và sản phẩm cụ thể, góp phần quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Vâng thưa quý vị, trong tất cả những ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ tịch nước, có lẽ khó ai mà bị kịp được với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cũng như năng lực và uy tín. Trong nhân dân, người ta thường so sánh hình ảnh của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với vị cha già của dân tộc Hồ Chí Minh, từ phong cách giản dị đến tư tưởng bản lĩnh chính trị. Năm nay dù đã trải qua nhiều vị trí công tác, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng và nhà nước, những tưởng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có nhiều của cải xa hoa, nhưng không, người ta đã phải bất ngờ khi phát hiện ra rằng Bác hiện nay vẫn đang ở trong ngôi nhà công vụ, đó là căn nhà số 5 phố Thiền Quang. Trước đây có dư luận xấu cho rằng bác đã từng làm sổ đỏ cho căn nhà này, nhưng sự thật không phải như vậy. Căn nhà ấy vẫn thuộc quyền sở hữu của Đảng và nhà nước, đó là căn nhà công vụ, từng là nơi ở của cố Phó Thủ tướng Nguyễn Lương Bằng. Trước lúc lâm chung, vị tiền bối Nguyễn Lương Bằng đã dặn người thân phải trả lại căn nhà này cho Đảng, chuyển đi nơi khác sinh sống. Ngoài ra, ở quê nhà Đông Anh, Hà Nội, bác Nguyễn Phú Trọng còn một căn nhà nho nhỏ do bố mẹ để lại từ xa xưa. Tài sản của bác sau bao nhiêu năm vất vả lo lắng cho quốc gia dân tộc, chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu mà thôi. Các phóng viên còn tìm hiểu được biết rằng bác có một số tiền tiết kiệm không nhiều, một phần dùng để mua công trái, một phần để dành dụm như bao người dân lao động khác. Mức lương của Tổng bí thư hiện nay đang tính bằng mức lương cơ sở nhân hệ số lương hiện hưởng. Trong đó, mức lương cơ sở hiện nay là 1 triệu 800 nghìn đồng một tháng. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 3, Nghị định số 24 xuyệt 2023 NDCB của Chính phủ. Vậy mức lương của Tổng bí thư hiện nay chỉ quẩn vẹn 23 triệu 400 nghìn đồng một tháng, trong đó không bao gồm phụ cấp, trợ cấp khác nếu có. Mức lương này so với các doanh nhân thành đạt thì thấp hơn rất nhiều. Mặc dù bác là một nhà lãnh đạo đảng nhà nước với cương vị rất cao, thế nhưng hiện nay bác vẫn đang sử dụng xe công vụ, vốn chỉ là một chiếc Toyota đời cũ thời 1998, có tuổi đời đã hơn 26 năm. Nó vốn là xe của nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh từng sử dụng khi ở cương vị chủ tịch quốc hội. Đến năm 2000, ông Nông Đức Mạnh lên làm tổng bí thư thì bàn giao xe lại cho văn phòng quốc hội. Để sang cơ quan mới dùng xe của văn phòng Trung ương Đảng bố trí. Vậy mà người kế nhiệm là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nay vẫn dùng tiếp chiếc xe đó, dù chiếc xe này thời điểm tiếp nhận đã chạy được hơn 8 năm và thật không ngờ cho mãi đến tận ngày nay, bác Nguyễn Phú Trọng vẫn không hề cho đổi xe mới. Đó là một câu chuyện vô cùng hiếm hoi trong số các nhà lãnh đạo của nước ta. Nói là chuyện vô cùng hiếm, bởi vì bác hoàn toàn có quyền thay xe mới là rất chính đáng nhất là bác lại là một trong những người lãnh đạo thuộc hàng tứ trụ tại Việt Nam. Phu nhân của bác cách đây ít năm vẫn tự đi chiếc xe Honda cúp cũ kỹ. Các con của bác cũng đều là những công chức khiêm nhường trong xã hội. Có một câu chuyện rất ý nghĩa được đăng trên tờ báo Việt Nam Net ngày 2 tháng 2 năm 2021 với tựa đề Sự dí dởm, giản dị bất ngờ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó có đoạn viết, khi Lê Hồng Anh trưởng thành, Năm 2012, mẹ cậu được cử làm phóng viên tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Anh quốc. Hồng Anh ngồi ở nhà dõi theo chương trình thời sự trên truyền hình. Cậu thấy bác Nguyễn Phú Trọng mặc bộ vest mỗi ngày trong buổi hội kiến với Thủ tướng Anh David Cameron. Tuổi trẻ thấy gì là nói. Bản thân cậu sinh viên Hồng Anh lúc đó cũng đã đủ kiến thức nhất định về thời trang. Cậu biết được chất của những bộ đồ vest mà các chính khách thường mặc. Ngay khi chị Thu Hồng về nước, Hồng Anh nói với mẹ. Mẹ này, hôm nọ con để ý khi thấy khi tiếp bắt trọng, Thủ tướng David Cameron mặc đồ vest rất đẹp. Thế mà bác Trọng lại mặc bộ vest giản dị quá. Bác đẹp thế, nếu mà mặc một bộ thời trang thì tuyệt. Chị Thu Hồng ẩm ừ cho qua, nhưng trong đầu cũng đã nghĩ rằng, thằng nhỏ cũng tin thật. Đúng là bác Trọng mặc bộ vest này, theo chị láng máng nhớ thì dễ có khi ông đã mặc cả chục năm rồi cũng nên. Hôm sau, chị Thu Hồng kể lại câu chuyện với Tổng Bí Thư. Ông cười đôn hậu và đáp ngay rằng Em hãy nói với cháu Hồng anh, có thế thì bác mới là bác Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, vài lần khác, nhà báo Thu Hồng khéo léo gợi ý với anh em giúp việc và cảnh vệ. Các em này, hay là ta tìm cách nào đó nói khéo gia đình giúp bén mấy bộ đồ cũ đó đi rồi cùng gia đình bác chọn mua bộ đồ mới cho thủ trưởng mặc được không? Anh em đều cười vang rồi xua tay quầy quậy. Không được đâu bà chị ơi, thủ trưởng mình đi đâu mặc gì là đều có chỉ định thầu cả rồi. Chị hiểu ý em không, tức là bác cứ thay đồ từng tự trong phạm vi mấy bộ vết đó, khó sắm mới lắm. Trong chuyến thăm đất nước Cuba, tổng bí thư diện bộ vết màu sáng, một chiếc cúc áo đã lỏng xuống, nhà báo Thu Hồng nhanh trí phát hiện ra, vội đính lại cho ông và tranh thủ thời cơ vàng thêm một lần nữa, đề nghị ông may đồ mới. Tổng bí thư trả lời, nó còn tốt mà cũng có sao đâu mà thay. Vâng thưa quý vị, qua những mẫu truyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, ẩn sâu bên trong con người với sự trí tuệ, phong cách làm việc khoa học, bài bản, quyết liệt ấy, vẫn là một người hết sức gần gũi với nhân dân, giản dị đến mức thanh đạm một cách lạ thường. Ông là một tấm gương về đạo đức cách mạng của một người cộng sản trung kiên, sở hữu những nét đẹp rất đáng trân trọng trong thời đại mới. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm của dân tộc ta, thời đại nào cũng xuất hiện những con người ưu tú xuất chúng yêu nước, thương dân, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người. Từ thời cổ đại, đó là những bậc hoàng đế minh quân như An Dương Vương, Ngô Quyền, Lê Thái Tổ, Lý Thánh Tông. Thế hệ trước có Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác Võ Nguyên Giáp, bác Phạm Văn Đồng. Và đến thời đại ngày nay thì có Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Họ là những người không chỉ có tài cao, tầm nhìn vượt thời đại, có những đóng góp quyết định vào việc thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của quốc gia, dân tộc, mà còn sở hữu được năng lực đặc biệt, đó là quy tụ được lòng dân, đoàn kết được mọi người, trở thành ngọn cờ đầu dẫn dắt đất nước, vượt qua mọi khó khăn sóng gió, từng bước đi lên và vững mạnh hơn nữa. Dấu mốc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, thật may mắn biết bao, khi dân tộc việt nam có một vị lãnh tụ vĩ đại như chủ tịch hồ chí minh người đã cùng đảng và nhân dân giúp cách mạng việt nam từ khi còn non trẻ đến khi vững vàng nhất vượt qua mọi sóng to gió lớn mọi kẻ thù hùng mạnh nhất trên thế giới để làm thay đổi vận mệnh của cả quốc gia dân tộc khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa giữa ba đình lịch sử đưa dân tộc từ thân phận làm nô lệ cho ngoại bang này có thể trở thành người làm chủ của đất nước, được độc lập, tự do, hạnh phúc. Để rồi đến những thập niên năm 1980, nước ta lại đứng trước bờ vực của sự khủng hoảng toàn diện về kinh tế xã hội, trước sự suy yếu của một số nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, tiêu biểu là Liên Xô. Phong trào công nhân trên thế giới khi đó cũng đứng trước sự suy thoái nghiêm trọng, nhưng bằng đường lối, chính sách linh hoạt của cả hệ thống chính trị, cùng sự dẫn dắt của tổng bí thư nguyễn văn linh việt nam chúng ta đã từng bước bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện dần dần đưa dân tộc về đích an toàn và thắng lợi để rồi sau đó khoảng hai thập niên sau đổi mới mặc dù đất nước ta đã thu về được những thành tựu to lớn về kinh tế xã hội cuộc sống của nhân dân từ đó mà tăng trưởng mạnh mẽ nhưng cùng với đó là những thách thức mới hơn đến từ vấn đề tham nhũng khi đất nước phát triển quá nhanh kéo theo những cơ chế quản lý kinh tế chưa thể theo kịp còn nhiều lỗ hỏng từ đó một số bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có chức có quyền lợi dụng điểm yếu này để cấu kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước thâu tóm quyền lực lũng đoạn kinh tế bao che cho những sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế của đất nước cũng như làm xói mòn niềm tin của nhân dân ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của đảng và sự sống còn của chế độ. Nhiều lần Đảng ta dù đã lên tiếng tuyên chiến với quốc nạn tham nhũng, nhưng tình hình vẫn chưa có nhiều chuyển biến đáng kể. Thế nhưng, bắt đầu từ những năm 2013, trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát động phong trào chống tham nhũng tiêu cực một cách toàn diện trên toàn quốc, làm quyết liệt, làm thực chất và đã thành công trong việc đẩy lùi và ngăn chặn vấn đề này. Không ngẫu nhiên mà người dân gọi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với cái tên thân mật người đốt lò vĩ đại, bởi ông không chỉ là người khởi xướng đánh trống lệnh cho cuộc chiến vào sào huyệt tham nhũng ở mọi cấp, mọi ngành, mà còn là người dân cao ngọn cờ hiệu triệu toàn đảng, toàn dân, toàn quân quyết chiến đấu với quốc nạn tham nhũng để đảng thêm trong sạch, nhà nước thêm vững mạnh, lòng dân thêm yên ổn không giống với cuộc chiến chống giặc ngoài xâm, tham nhũng là giặc nội xâm. Đối tượng có khi là đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, thậm chí là bạn hữu, đồng niên, đồng hương của chính mình. Chính vì vậy, để đánh gục được đối tượng tham nhũng, nhất là những đối tượng tham nhũng có quyền cao chức trọng, trình độ cao, thì người hạ mệnh lệnh chiến đấu chống tham nhũng không chỉ là người có uy lực về địa vị chính trị, bản lĩnh thực sự vững vàng, ý chí kiên định, sẵn sàng đương đầu với mọi thủ đoạn, đối phó áp lực từ nhiều phía. Mà hơn thế nữa, bản thân cũng cần phải hội tụ đầy đủ phẩm chất, trí, dũng, nhân tính, liêm chung của một bậc tướng lĩnh như Chủ tịch nước Hồ Chí Minh đã dạy. Chính vì vậy, hiện nay, vị trí Chủ tịch nước vẫn còn đang bỏ trống. Chính phủ không thể một ngày thiếu được người lãnh đạo, nhưng yêu cầu của vị trí này cũng hết sức khắc khe và đối mặt với nhiều khó khăn áp lực. Ngồi vào vị trí này phải là người vừa có đức, vừa có tài, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, dẫn dắt đất nước từng bước vươn lên. Do đó hơn bao giờ hết, chúng ta vẫn hy vọng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể đảm đương vị trí này để tiếp tục chào lái quốc gia, dân tộc ngày một phát triển thịnh vượng hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video chia sẻ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.